Ta Hello, CEO. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình Và mình là cuối ca Hôm nay mình các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của Hội Con Trai nha các bạn Trên tay của mình đây là tập 4 của Hội Con Trai nha Chúng ta mới nhanh thiệt ta mới cầm tập 1 bây giờ cũng đã tới tập 4 rồi thì đối với tập 6 thì nhà xuất bản trẻ có thông báo sẽ tặng kèm chúng ta quà tặng nha các bạn bây giờ đối với tập 4 này chúng ta sẽ không có quà tặng nào hết vẫn giống như cái tập trước chúng ta sẽ được một bì rơi đấy bì rơi của tập 4 nha các bạn nhưng mà bì này không được kháng bóng nha khá đáng tiếc khá đáng tiếc nha các bạn đây tập 4 giá tiền khá là chát nha 40.000 không hề rẻ nha các bạn chúng ta bên trong chúng ta sẽ không có quà tặng và sẽ không có chân màu nào hết chuyện được trên giấy bb 80 hoàn toàn nên chứng ngay các bạn đây không có một quà tặng nào hết mình cố gắng kiếm nhưng mà nhà xuất bản trẻ đã thông báo tập 4 để làm gì mà có quà tặng nha các bạn rồi đây chúng ta cùng khám phá một số khung hội một số khung tranh của tập 4 này các bạn hội con trai những câu chuyện học đường cũng khá là mới mẻ và cũng đầy thú vị nha các bạn đây một số hình ảnh nha các bạn mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua hội con trai tập 4 chuyện được in và gia công số lượng cũng không quá nhiều nha đây giới thiệu về tập năm nha các bạn nhiều kênh gia công số lượng chỉ ba ngàn bản thôi rồi mà các bạn cùng chưa ngưỡng qua các bạn nhớ like subscribe chia sẻ ủng hộ kênh giúp mình xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau